Hôm nay là ngày 28 tháng 4 2022 âm lịch. Chúng tôi có dịp đến chùa thầy. Nơi đây là An Hòa Tự. Kính thưa quý vị, trong giảng thầy có hai câu. Tháng 5 18 rõ ràng, cùng sớm cuối làng ai cũng cười reo. Kính thưa quý vị, ngày 18 tháng 5 là ngày đại lễ, là ngày Đức Thầy đã khai sáng nền đạo Phật giáo hoàn hảo. Giờ đây, trong những ngày sắp tới đây, là gần đến ngày đại lễ 18 tháng 5, nên Ban Quản Tự và Ban Trị sự Trung ương có từng bước để chuẩn bị ngày đại lễ sắp tới. Kính thưa quý vị, nhân dịp này chúng tôi xin quay một đoạn phim vào ngày 28 tháng 4 2022 âm lịch để chúng ta tìm hiểu rằng hiện tại Ban Trị sự và Ban Quản Tự đã sắp xếp những khâu chuẩn bị như thế nào và đến đâu hả quý vị. Thì kính mời quý vị lần bước cùng theo chúng tôi để chúng ta đi một vòng xem vào ngày 28 tháng 4 này là sự chuẩn bị tới đâu rồi cho những ngày lễ sắp tới. Bây giờ trước khi mình đi vào một vòng thì mình vào trong chùa nha quý vị, cho quý vị viếng cảnh ở trong chùa vào ngày 28. Ô, chào anh, ngồi khỏe quá vậy? Xong rồi ra đây ngồi. Dạ, yeah, anh này là anh Hương Đăng nè quý vị, anh trong Ban Hương Đăng, anh ngồi rất là thảnh thơi. Ôi, kính mời quý vị lần bước vào trong. Hôm nay thì gần tới ngày 29 là ngày mới rồi, thế nên chùa thầy sẽ có cắm bông rất đẹp. Ô, chào anh. Anh tên gì? Mạo. Anh tên anh Mạo này trong Hương Đăng quý vị. Xin phép anh quay một vòng ha. Kính mời quý vị xem, đây là chánh điện, bông hoa rất đẹp quý vị. Các chồng hoa rất đẹp. Này bông lan à nha. Kính thưa quý vị, vào ngày 28 thì chùa thầy bà con đến cúng cũng ít. Giấc này thì vào lúc 9 giờ rưỡi mà bà con cũng hơi vắng. Rồi kính mời quý vị vào bên trong nha. Xin phép vào trong nha anh. Mình sẽ quay một vòng trong chùa cho bà con xem. Đây là ngôi Quan Âm Nam Hải. Kính thưa quý vị, hiện tại thì chùa thầy có những chàng hoa rất đẹp quý vị. Anh hai khỏe không? Khỏe chú hai. Dạ. Ơi, kính đến anh hai á, anh hai Dằn. Dạ. Anh này anh hai Dằn, trưởng Ban Hương Đăng. Dạ. Được biết thì lễ 18 tháng 5, đại lễ 18 tháng 5
2022 cũng sắp đến rồi. Vậy trong chùa mình, khâu chùa mình sự chuẩn bị nó ổn hết chưa vậy anh? Dạ rồi, cũng như trong chùa mình thì coi như là tổng quát ở trong chùa mình cũng nhờ cô Hai Hưng để cắm qua đó, thì coi như là được hoàn tất cái ngày 30 đây, thì đây phương hướng tới là đúng ngày 18 tháng 5 đây, là coi như cô đó là coi như cũng để cắm qua, chuẩn bị cắm qua đặng mà để mình ngày 18 tháng 5 có một phần đó là luôn long trọng, thì cô nó cũng nhiều trọng năm tới đó mà tới nào. Còn thí dụ như tất cả như trong điện đèn quạt kia mình trang bị xong hết chưa? Dạ, đây là coi như chú Tư là trưởng ban, ban quản tự bên trên, bên ban quản tự đó là coi như chú Tư cũng kêu thợ đây, đây là coi như làm tương tác hết, là coi như vừa đèn và quạt gió để phục vụ cho bà con, để khách hành hương để đến cúng giữa đông người, thì coi như là quạt gió rồi cũng hoàn thành hết rồi chú Hai. Dạ. Thì coi như là một phần á, thì coi như 8 cái quạt chém, 12 cái quạt nhỏ, thì coi như cũng là dự bị là cũng hoàn tất hết. Dạ. Con dự bị là ngày 18 tháng 5 tới bà con để đến để khách hành đến cúng đó, rồi ngày đại lễ mừng là coi như năm ngoái thì coi như không bị dịch đó, thì coi như không có làm được. Năm nay thì coi như bà con để đến đây coi như mong muốn trong đợi tới ngày 18 tháng 5, đại lễ 18 tháng 5 bà con để đến chùa An Hòa Tự của Đức Sư Quỳnh Giáo Chủ đó ra để vừa kính lễ, và hai nữa là chúc mừng ngày 18 tháng 5 luôn và năm mới. Vậy là trong ban quản tự, trong ban đăng mình đã trang bị chuẩn bị hết. Hồi trước em cũng có nghe là như có chị năm đàn vô đặng gắn quạt hay gắn đèn gì đó chứ. Dạ thưa. Dạ. Nói chị hai đàn, chị năm đàn được rồi. Vợ chồng anh năm đàn. Vợ chồng luôn mà năm đàn. Kinh quang hai đó. Là coi như là để cho được 6 cái quạt máy chém này. 6 quạt bự ha. Dạ, 6 cái quạt lớn để trang trí để cho những người đến đây để hành hương nơi chú Hai. Dạ, dạ. Coi như dự bị là coi như cũng làm hoàn tất hết, là cũng ổn. Dạ, dạ. Dạ, cũng như tạm ổn xong. Dạ. Thôi vậy cũng mừng. Dạ. Thì chứ có nghĩa là về sự trang trí đèn quạt. Dạ. Cũng ổn hết. Dạ. Chúng em tin rằng là tới đây ngày lễ ngày 18 tháng 5 là ngày khai sáng đạo của Phật giáo Hảo. Sẽ có những sự kiện đầy đủ để rồi cho bà con tới chùa thăm viếng thoải mái ha. Rồi hôm nay thì có dịp gặp anh, chúc anh vui vẻ mạnh khỏe tới ngày lễ luôn nha. Rồi chào. Đây là quý vị, đây những cái quạt mới, quạt này là của chị Năm Đàn. Năm Đàn ở Phú Mỹ. Hôm nay bà con chắc này cũng cúng đông. Chị Dung thầy bông đẹp quá quý vị. À, kính thưa quý vị, tổ sơn sữa dẻ. Hôm nay được tái bản. Nghỉ mấy bữa phải không? Ông tên gì tôi quên rồi. Hai mưa có mười sự không? Mười sự hả? Mười sự rồi. Ê, chúc mấy anh vui vẻ nha. Bữa nay vậy có ông mà hai ông mới hay vậy? Vậy hả? Đâu anh mười sư mình đâu rồi? Tình hình mười sư mà anh hôm nay mình vẽ bữa nay nữa là xong chưa? Dạ bữa nay nữa là rồi hết. Bữa nay là dứt điểm hả? Dạ. Rồi nghe nói anh vẽ bên kia đẹp lắm, anh hướng dẫn qua bánh coi. Đi. Rồi anh mười sư mình sẽ hướng dẫn mình đi qua cái điểm vẽ rồi phía bên Đông Lan và Tây Lan. Hiện giờ đến đây là Tây Lan hả ta? Đông Tây gì hả? Dạ. Rồi chỗ này thì vẽ xong. Dạ. Ủa vậy đẹp quá vậy? Vậy là nãy giờ chưa thấy. Chưa dòm.
quý vị. Thì hôm trước mình có giới thiệu mà thiếu sót anh Mười Sư là cũng là thợ vẽ quý vị, thợ vẽ ở Bình Thịnh Đông, phải không anh? Dạ. Hôm trước anh cũng, hôm trước nay là anh tham gia anh vẽ cũng rất là nhiều ở trước Hậu Pháp, rồi nghe nói anh vẽ này hôm qua hả? Dạ, ngày hôm qua anh. Mấy người làm lận anh? Bốn. Dạ. Ủa, nghe nói anh là cái đuôi của Phụng đó là bị hư bằng ấy mà anh vẽ vô tường được đó hả? Ờ, nó bị gãy hư rồi, bắt đầu mình thấy vậy mình vẽ vô tường cho nó dính vô đó. Ủa, vậy là em quá ha? Thiệt coi. Thiệt chứ. Ờ, thấy vô đâu có biết đâu. Đâu có biết đâu. Còn bên kia làm sao? Bên kia thì nó còn tốt, mình chắc để vậy mình lên màu thôi. Vậy ha? Dạ. Cái đuôi vậy đây là... đuôi luôn. Người sư đã vẽ lại rồi, em quá. Vậy là công việc mình ngày nay nữa là xong. Đó, ờ, có một người em nãy giờ có cưng tên gì vậy? Thầy Hà Kê. Cưng tên gì? Tên Thành đó. Hả? Thành hả? Dạ. Cưng ở đâu đó? Lấy tài vậy hả? Biết chưa hả? Tại đó em học thầy Hà Kê vậy hả? Dạ. Thầy Hà Kê hả? Giờ mình cũng phục vụ theo cái hướng của thầy hồi xưa, cũng đi làm thiện. Như làm từ thiện không hả? Có đi ghi vẽ cho ai ngoài không? Có khi nào người ta sơn nhà này kia mình có đi. Vậy đó hả? Đa kêu thì mình đi, còn như đa số là mình làm cho chùa chiền thì nhiều. Làm chùa chiền nhiều ha. Ông thẻ trong mộng số 2, số 4 gì đó. Vậy là nơi nào cũng có anh tham gia chứ hả? Dạ. Nói chung lỡ với Tòng Sơn cũng mới làm rồi. Rồi. Làm mấy cái di tích của mấy vị Phật ngày xưa đó. Bây giờ mình về làm ở đây chùa thầy. Mình cũng cố gắng làm cho nó đẹp cho mọi nơi hết. À, lúc đầu tiên là sao anh hay anh tới hả? À, có hỏi qua Tư Bạch. Gì anh Tư ha? Tôi hỏi 2 năm trước mà Tư Bạch nói là chưa có hội với Trung ương được đó. Ừ, chưa có dịp để làm. À, bữa nay thì cho hay hình này qua làm bữa 16 tới nay. Rồi. Dạ. Ôi, anh Mười Sư là một vị vẽ mà chuyên thợ vẽ mà vị chuyên vẽ chùa. À, thích làm từ thiện. Dạ. Đây là một cái tinh thần cũng rất là tốt. Ôi, chúc anh mạnh khỏe để làm tròn ước nguyện của mình ha. Dạ. Chào. Chào. À, kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đã đến nơi đây là tổ ăn trống phát hành sấm giảng ngang với đồ dùng việt đạo. Thì ở tổ ăn trống phát hành sấm giảng thì cũng có những cái khâu chuẩn bị rất là nhiều nha quý vị, để mà chuẩn bị mình sẽ tới ngày lễ mình sẽ phát hành sấm giảng thi văn, phát hành khuôn để cho bà con ở phương xa đến viếng lễ và thỉnh. Đây là các chú ở trong tổ ăn trống. Đây là chú Bọc Phới. Còn đây là anh Năm Ẩn. Đây là Ba Phước. Còn đây là chú Hai Thành, là cũng là bên tổ tiếp khách. Phải không? Giới thiệu mấy ông tổ này. Dạ. Tiếp tăng. Bên tiếp tăng, bên tiếp tăng Quan Tự. Kính thưa quý vị, đây là chú Năm Kháng làm khuôn đó quý vị. Làm khuôn Tâm Bảo, rồi Cụ Quyền Ngang, rồi Lục Tự, cái gì? Còn đây là anh Cang này mới nha, Cang ngồi vậy. xích vậy. Đây là anh, cái thưa vị, đây là anh Sóc Cang nha, ảnh cũng hôm nay ảnh vô nhận để mà về làm Tâm Bảo, Cụ Quyền, tặng mà chuẩn bị cho ngày lễ đầy đủ, cái gì? Còn bên đây thì chúng tôi giới thiệu, đây là anh Bị Dớt, anh này cũng đa hệ lắm nha. Ông làm nhiều việc lắm, có thả cá cũng có anh nữa. Thì nói chung là ảnh thì đặc biệt là hôm nay ảnh tới, anh trong cái tổ ăn trống phát hành ảnh tới anh lãnh, ảnh là người làm khuôn chân dung thầy, rồi làm khuôn Cụ Quyền, phải không? Có Nam Mô Phật không? Không, có hai thứ hả? Vậy là mình phải có kế hoạch để 600 khuôn đó. Dạ. Để chuẩn bị ngày lễ. Với mình còn 300-400 trong mình thôi. Kính thưa quý vị, sắp đến là ngày đại lễ 18 tháng 5, là ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì trong ban quản tự và ban trị sự trung ương cũng có rất nhiều việc để chuẩn bị cho ngày lễ nó chu đáo. Thì hôm nay hiện tại chúng tôi có đến đây là tổ ăn trống phát hành sấm giảng và đồ dùng việt đạo, thì cũng có từng bước có những khâu chuẩn bị để tới ngày lễ
mình ấn trống phát hành cho bà con từ phương xa về rất là đông. Thì được biết đứa hôm nay được gặp mấy chú rất là đông, có đầy đủ, có những tổ mà làm khuôn đến đây. Thì giờ đây chúng tôi cũng muốn biết thêm cho rõ về những khâu chuẩn bị như thế nào, thì kính mời anh Năm Ẩn có đôi lời phát biểu trong buổi này. Nam mô Sư Thích Ca Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các tâm bảo của quyền, trước hết là trong đó là cái bên đó là phát hành giảng, đây là ông ba là trưởng ban, bên đó là phát hành thi văn giáo lý, đó là cho anh em đồng đạo đến đây để là làm, rồi đó là ông ba để ông quản lý này cho với chú Hai Tùng, rồi anh em chúng tôi đây đó là cũng như đó là tiếp đây đó là tu ba phước, rồi anh em đồng đạo đây để tiếp là ngày đại lễ đến, hay là để là cho là bà con phương xa hoặc giả ở là đồng đạo có là tu hành cũng tâm bảo của quyền, thì đằng này là cũng là lo hết sức để là chu đáo để cho bà con để là đến đây có để mà phát hành cho bà con để cúng lại tu hiền. Thì là đây đó là có là một là chú Bảy Rớt làm là tâm mẫu dưới là Chân Dung Thầy để đem đến đây là cho là anh em chúng tôi để là hỗ trợ cho bà con. Là hai nữa thì là Năm Tháng hay là ảnh cũng là làm là lục tự rồi là chuẩn bị ngang rồi là tâm mẫu để đem đến đây là cho anh em chúng tôi để là cho cái đại lễ này thông trang nghiêm để thanh tịnh để cho cô bác để cúng lại. Thứ hai nữa là ba nữa là chú Sáu Can cũng là đến đây để là nhận để làm là tâm bảo của quyền nữa để đem tôi để cho. Nhưng mà sự thiệt ra đó thì là cô bác anh em đồng đạo mà đại lễ này đó thì là tôi thấy là chắc có là phần là đông lắm, cho nên nó là anh em đó là mỗi một người để là nhận cái chuyện làm đó là đem đến đây cho là cũng một người là cũng là 500-600-700 là tâm bảo của quyền với là Trung Trung Thầy với là Đức Tử để cho. Vì là đây đó là tôi là thấy là cái là đại lễ này đó thì là tôi mong rằng là các anh em đồng đạo của mình để là gắng cố gắng giúp cho là phương xa để tu hành đến ngày viên mãn đúng theo lời của thầy đã dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn anh đã có đôi lời cũng có nhắc nhở anh em xung quanh để mà cố gắng mà thực hiện cho tốt. Tại vì mình biết rằng là ngày lễ chỉ còn khoảng dọn dẹn mình thấy có mười mấy ngày đúng không? Khoảng 20 ngày trở lại thôi là tới rồi. Thành ra bây giờ cái khâu làm khuôn là phải cố gắng thực hiện nhanh thì chúng tôi xin quay về chú Năm Tháng. Kính thưa quý vị, theo mình biết thì cái tổ của chú Năm Tháng cũng rất là đông rồi nha. Lâu năm rồi, chỗ hồi từ ngày tổ ăn tống phát hành sấm giảng đồ dùng dược đạo tới giờ thì chú Năm Kháng đã tham gia và làm cho tới bây giờ đó quý vị, là cũng là 5-7 năm nay rồi. Anh Năm Ca, anh Can ngồi gần vô để mình thấy luôn ơi, lui lại một chút Năm Ca, anh Can cũng ở gần bên. Kính thưa quý vị, bây giờ ngày lễ sắp tới rồi, chú Năm Kháng phải về tập hợp anh em rồi phải tranh thủ làm cách làm sao để cho đủ cái ngày tới ngày lễ đó chú. Thì chú vào ngày lễ sắp tới thì đây tới đó chỉ còn có mười mấy ngày mà công việc của mình lãnh cũng rất là nhiều, thì chú về chú phải làm cách nào để chú cho biết chút đỉnh trong chương trình làm của chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, để chuẩn bị cho buổi lễ được chu đáo
thì chúng tôi có đồng tổ anh em tuy rằng có anh em đã già nhưng mà rất là nỗ lực để làm hoàn thành các khuôn để cho lễ 18 tháng 5. Anh em rất là nhiệt tình cố gắng làm để hoàn thành trước ngày 14 hoặc là tới ngày 14 để giao hết cho bà con dự lễ ta tu hành. Theo con thấy là trước ngày 14 nha chú. Có ngày 14. Ngày 14. Dạ ngày 14 dạ. Dạ tổ chú ở đâu bao nhiêu người lận? Cũng khoảng 10 người. 10 người. Mà 10 người nhưng mà có già thì nhiều chứ còn trẻ rất. Rồi trẻ trẻ như sáu căn thì cũng năng nổ làm chứ còn kéo mấy ông già chứ còn mấy ông già làm yếu dữ lắm rồi. Thôi có đâu lời để nói trong cuộc lễ thì thôi. À, kính thưa quý vị, như vậy là chú Năm Kháng cũng là cái tổ để làm khuôn tâm bảo của Quyền An và Nam Mô Di Đà Phật Lục Tự. Thì tổ chú làm rất là lâu đời trong tiếp sức cùng với tổ Ấn Tống Phát Hành. Thì giờ đây chú tổ chú thì 10 người rất là tích cực. Mà tổ chú cũng thông báo là tuổi già nhiều chứ tuổi trẻ thì ít. Cũng tốt nghiệp phải không quý vị? Tuy già nhưng mà cũng đóng góp công sức vô để làm khuôn để cho bà con trong đạo thờ. Thì đây cũng là một cái tinh thần tích cực tốt. Cũng chúc cho tổ của chú Năm Kháng được bình an, vui vẻ, mạnh khỏe để tiếp tục làm bổn phận của mình hả chú ha. Rồi chào chú. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang quay hướng này là trong đây có anh Bị Dớt nha. Anh Bị Dớt là người ở bên phủ thờ ông Ba, gần phủ thờ ông Ba quý vị. Ảnh cũng là người chuyên gia làm khuôn để mà hỗ trợ cho tổ Ấn Tống Phát Hành Sấm Giảng Trung Ương. Ảnh tham gia cũng rất là lâu đời. Ảnh là chuyên làm khuôn chân dung quý vị. Quý vị từng đến tổ Ấn Tống Phát Hành mà khuôn chân dung Đức Thầy đó, ba mẫu đó là ảnh làm đó. Giờ đây thì ảnh nhận thêm ảnh làm cuộn quyền nữa. Thành ra do đó thì bổn phận anh cũng rất là mệt rồi nha. Đây tới đó cũng lâu, chờ không còn bao lâu nữa là tới lễ rồi. Được biết cái tổ của anh nghe nói đông lắm. Mà cái tổ anh đặc biệt là theo nghe nói là ảnh không có kén người. Nghe nói hình như có phụ nữ nữa. Cũng biết làm nữa chú. Thành ra cái tổ của anh như thế nào anh giới thiệu sơ lược anh... Anh Bây Dứt trong cái mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa ông Ba và mấy chú bác đây. Thì trong cái dịp làm khuôn của mình á, thì cũng như là tới cái ngày làm khuôn thì nó cũng rất là đông, nhưng mà bao nhiêu người cũng không biết số lượng được. Khoảng có nhiều khi là 20 người cũng có, 30 người cũng có. Ủa, cũng đông dữ à? Đông lắm. Vậy là cũng kiểu chứ ai thì cảm thấy thích thì cứ thế làm vậy đó, cho phép luôn. Dạ. Yeah. Thì trong cái chương trình của mình đó thì mình đặt ví dụ như tới đợt thì mình qua mình lãnh để về làm, nhưng mình phải tranh thủ, nhất là cái đợt lễ này phải tranh thủ trước ngày mùng 10 giao cho toàn bộ hết. Rồi, ok vậy là mình. Mà nhắm tranh thủ được không? Được. Được. Hết. Được biết thì tổ anh Bị Dớt là tới 20 người. Mà khi nhận người thì anh không có phân biệt nhỏ lớn gì là cũng hết. Ừ. Làm nữ gì làm nữ cũng làm được luôn. Của nữ ta làm cũng được đó anh Bảy. Dạ không phải nói cái như là anh Bảy này anh đào tạo đủ rồi ha anh. Thì phải nói là anh Bảy Giới cũng là người rất là tài giỏi tài ba. Kính chúc anh mạnh khỏe để tiếp tục làm bổn phận của mình. Kính chào anh Bảy Giới. Rồi thưa quý vị, có đôi lời vừa rồi để thăm hỏi mấy chú, được biết như vậy thì cũng khá đủ. Thì sắp tới là ngày lễ thì chúng tôi tin chắc rằng tổ Ấn Tống Phát Hành chúng sấm giảng của mình sẽ chuẩn bị rất là chu đáo để cho bà con đến tham quan thỉnh đăng đi về thờ và thỉnh sấm giảng về để mà đọc nghe lời sấm giảng của thầy để về phát tâm tu hành tinh tấn. Thôi kính chào quý vị, chúng tôi đi nơi khác. Chào. Rồi kính thưa quý vị, chúng tôi hiện tại đang đến trước
chức nơi đây là ban sự trung ương, nơi làm việc của tôn giáo đó quý vị. Bây giờ chúng tôi sẽ đi lần ra phía sau nha. Kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đang gặp các anh bảo vệ. Kính thưa quý vị, bữa nay bên tổ khánh tiết này bữa nay đông người vậy ta? Hôm nay anh em mình đông quá nè. Cái thôi vậy thì bữa nay vào ngày 28 tháng 4 nha. Bữa nay thì mình thấy trong tổ khánh tiết mình chuẩn bị có số người làm rất là đông. Mình thấy hình như anh em mình như hơi lạ ta. Ở đâu lặng, ở đâu lặng? Dạ. Dạ. Cái này sơn hệ thống vàng tủ cơm hả? Số 4 hả? Mấy chuyến rồi giờ nó ăn xét hết trơn rồi. Dạ. Coi giống như là mình không có xài nó xét ha. Chuẩn bị tới rồi, chuẩn bị đây tới đó kịp không? Kịp. Phải cho kịp chứ ha. Phải ráng tranh thủ chứ. Dạ. Đây là anh em từ hàng của mình. Cho hỏi thăm coi năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay nhiêu tuổi rồi mà để râu dài quá mắc cỡ rồi. Các anh em mình cũng khắp nơi thấy là lạ không ngủ nha. Đây là anh em bên đang làm tiếp, cái này là sườn chạy số cơm số 4. Cái tên gì? Dạ, tên Công. Hả? Tên Công. Công hả? Ở đâu lặng? Dạ, Chợ Mới. Chợ Mới hả? Dạ. Bữa nay mình qua mình tiếp cái này giống như mình trà xét ha. Dạ, cái này trà rồi sơn lại. Trước khi mình sơn mình cũng phải trà cho sạch ha. Dạ. Rồi, rồi. Chúc cưng khỏe nha. Cái thưa vậy hiện tại chúng tôi đang thấy đang cắt một mẫu chữ cũ cắt ra. Mình tháo ra mình thay miếng mới vô hả? Miếng mới có chưa? Vậy hả? Quá cực không gì. Công việc cũng nhiều ha. Nghỉ lâu rồi. Bộ mình có ăn cơm chưa? Không à, cơm không mà sao mà không nghỉ? Thôi. Thôi mời anh em mình vô dùng cơm đi. Chào nghe mấy đứa nha. Chú kêu bằng chú, kêu bằng anh đây. Chú em. Để chú quát là Quỳnh ơi. Cậu đâu có lớn hơn này mà. Không, dạ. Không lớn hơn. Dòm lại coi, năm nay được nhiêu tuổi? 55. Ủa nhỏ thiệt rồi ta? Nhỏ thiệt chứ nhỏ có lương đâu. Đàn ơi tôi 58 rồi. Vậy hả? Tên gì? Tên Hồ anh ơi. Ở đâu lần? Ở Phú Mỹ, Ấp Phú Mỹ. Ủa Phú Mỹ ở đây hả? Ấp Phú Mỹ đúng rồi. Ủa vậy sao? Tôi đâu lạ chèn ơi. Hôm nay có tới làm không? Có làm 2-3 ngày nay rồi. 2-3 ngày nay rồi. Chưa thấy ăn. Bữa nay cho lên phim luôn. Thì anh bên đây tên gì?
Ở đâu đó? Ở Mỹ. Ở Mỹ luôn hả? À, anh em mình làm tích cực ha, tranh thủ cho kịp lễ nha. Chứ thấy đồ cũng chuyện cũng nhiều quá. Rồi, chúc mạnh khỏe. Có gì gặp lại. À, kính thưa quý vị, xe tôi ra phía trước tôi kìa tìm mấy anh, mấy anh này đâu có ngoài đâu, mấy anh vô trong này mới làm mũi gì á. Cái bản này đẹp quá đẹp đi. Hai anh ở đâu lần? Hả? Khánh Hòa. Khánh Hòa. Gì? Khánh Hòa. Khánh Hòa hả? Là Khánh Hòa, Châu Phú. Châu Phú ở xa hả? Ông dậy tiếp mấy bữa rồi? Sáng giờ. Vậy hả? Mới nha. Mấy chú mình đang gắn đèn. Mấy anh mình đang gắn đèn LED. Nữ rất là đẹp. Hết, chạy cái này hai bản này cái hết rồi mẹ. Mà vui rồi. À, anh Thanh ơi, mà cái này dây điện cũ của mình tận dụng xài rồi hả? Được không? Ủa, vẫn cháy bình thường hả? Cháy khúc nào lấy khúc đó. Ủa, vậy đó hả? À, kính thưa quý vị, anh cả mình ngồi, anh ngồi anh bận đồ, mình thấy là vừa trắng vừa đen nha. Anh cả là thợ điện á quý vị ơi. Ảnh rất thích cực. Nào nào tài trợ đồ trắng trắng đen đen đi chứ trắng đen khó chịu lắm. Thấy cái tao nó sôi nó nổi bọt lên chưa? Yêu gì vậy? Hét dữ lắm, hét ra lửa. Bỏ gì thì tao đi với ấy đi rồi tao chỉ cho bà. Sao thấy nó cặn kề quá anh? Dạ. Thấy cái công chuyện mình sao mà thấy nó còn dài dẳng quá. Làm cái nghề này chú thấy nó hơi mệt rồi nha. Mình chạy điện vòng qua cái rầu đó hả? Cái chữ đó mình cố gắng không? Không hả? Chữ này nè. Chữ này không, chú ở trong dạy ra. Dạ, trong dạy ra sáng chân ha. Ông hồi nãy ông tên gì? Nói quên rồi tên nhờ. Ông tên tên Năm. Năm hả? Dạ, tên Năm. Ở đâu lận? Ở Khánh Hòa. Khánh Hòa. Khánh Hòa, tôi Phú An Giang. Trời ơi, Phú An Giang. Khánh Hòa. Đi Châu Đốc á hả? Khánh Hòa giáp với cái dây huyện đầu của thằng Châu Phú á. Châu Phú, đúng rồi. Rồi lên tới thị xã Châu Đốc đó ha. Nó gần giáp lên, nó già đúng rồi. Ừ. Cái áo trắng này thấy chứ của ảnh lanh lẹ dữ ta. Ảnh là thợ đó hả? Ờ, chỉ thợ, giờ ảnh đạm á. Anh ở đâu đang anh? Ở Phú Tân. Phú Tân mình hả? Ừ. Anh là chuyên điện hả? Chuyên gì điện hả? Không biết, không biết. Nhưng mà anh rành về điện. Thở vũ. Rồi bắt đầu đi rút dài mày Phật gì đó. Rồi cái đi theo đó, ông căng vô hoài. Các anh em rất là cực của vậy. Rồi vậy đó. Anh mua bà đây đỏ rồi. Chứ để thôi bà cái đỏ rồi. Cái tuần mới mua chưa gì hết. Chắc chắn là thấy hết con dầu rồi đó. Ủa mình có nghỉ chưa, ăn cơm chưa vậy hai, hai, hai anh? Cơm rồi. Rồi hả? Ủa mà tính không nghỉ chưa luôn hả? Đâu có nghỉ. Ủa làm suốt luôn? Suốt. Ủa thật dữ ta. Nắng ngang. Mấy anh mình là tranh thủ luôn quý vị ơi. Không nghỉ trưa luôn. À, kính thưa quý vị, trong cái tổ sơn này thì mấy anh em là không có nghỉ trưa luôn quý vị.
tranh thủ không nghỉ trưa luôn, mình hỏi lợi gì nắng rồi vẫn làm luôn. Bông sen cái này, cái biểu tượng này á, dắt tối á, úp đèn lên mới sáng nha quý vị, đẹp lắm. Mà dắt này thì mình thấy cũng đẹp nhưng mà chắc có lẽ là ban đêm nó sẽ đẹp hơn. Thôi mình giếng thăm một chút thôi, mình trở ra. Ồ, mấy anh em là không nghỉ trưa luôn quý vị, dắt này 12 giờ là không nghỉ đâu quý vị, đã 12 giờ rồi mà không nghỉ đó, là làm suốt mùa đứng luôn. Kính thưa quý vị, hiện tại chúng tôi giấc trưa này cũng thảnh thơi ghé nơi đây này, cũng là ban trị sự mình quay cái cây này cổ thụ nha. Cây này quá chàng bự ta, cây này cứu bằng ra. Gặp được không một con anh Dũng gì ơi, gặp anh Dũng. Chào anh Dũng nha. Sao mình hỏi thăm coi anh Dũng mà cái cây này kêu bằng tên gì nè? Cây này mình kêu bằng là cây sập hả? Cây sập hả? Cây sập này cũng lâu năm lắm rồi. Theo mình thấy hình như nó già tuổi lắm à. Nó năm nay theo độ có trên trăm à. Gì là? Trên trăm tuổi. Biết nó lâu lắm rồi, mình làm ở đây mấy chục năm rồi. Biết trước cái thời gian nó có lâu lắm. Vậy là nó cũng cổ lắm rồi nha. Cái trăm năm thì lúc Đức Thầy mà mới mở đạo. Đúng rồi hả? Theo hỏi mấy cụ già thì nó có cái trăm năm có trên. Gì có lý ra mình ở đây dựng cây cổ thụ này ngon lành nha. Ngon. Anh Dũng mình trước giờ qua lại mình biết anh rành lắm mà hình như là chưa biết anh trong bị sự anh làm cái trách nhiệm gì anh Dũng. Mình thì làm hồi năm 99 đó giờ, mình là thuộc về thành viên của tổ chức nhân sự. Thành viên tổ chức nhân sự ha. Phụ trách bên tử ban của bên bảo vệ ở đây, nhưng mà thành viên tổ chức nhân sự. Thành viên tổ chức nhân sự cũng là bên bên bảo vệ nữa hả? Không, không là thành viên nhưng mà là phụ trách có bảng đó thôi, còn nhiều bảng nữa. Anh Dũng tên họ tên là gì à? Mình là Võ Văn Dũng. Võ Văn Dũng. Anh Võ Văn Dũng thì anh rất là hoạt bát. Bên trung ương thì trong ngoài anh thấy anh có bảo vệ về nhân sự bảo vệ đó, thành ra thấy anh hoạt bát hơn vòng ngoài rất là nhiều, giống như anh đi vòng chùa rất là nhiều. Thì gần tới ngày lễ rồi chắc anh bận rộn lắm anh. Gần tới ngày lễ thì mình rất bận rộn chung với anh em, một cách lên tiếp khách, tiếp đồng đạo, một cách lên cờ hoa, rồi bên lễ đài, rồi đón phái đoàn khách khứa của các tỉnh luôn gì vậy. Đi ra ha. Ở trong ngoài phải sắp xếp được thứ chuyện. Anh Dũng này cũng bảnh trai nha. Thì giấc trưa này anh có về nghỉ không? Thì cũng giấc này cũng gần 12 giờ, mình cũng mới làm xong đánh ba cái máy, ba cái vi tính để gửi cho các ban chỉ huy xã đó, xì rồi thông thằng về. Thì như vậy thì giấc này ai cũng nghỉ trưa rồi. Thôi anh cũng nghỉ khỏe ha. Có dịp giấc trưa này gặp anh em như vậy là cũng biết được cái cây sợp này cả trăm tuổi là quý quá. Cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh đây tới ngày lễ mạnh khỏe để mà làm tròn bổn phận của mình. Tới lễ thì mình cũng rất là nhiều chuyện nhưng mà cũng lòng đạo tới nhiều là mình rất vui. Rồi. Chúc anh bình an. Rồi. Cái thua gì cây sợp này phải nói là cổ gì thôi. Bảo vệ cây sợp này cũng rất là một cái sự tích nơi đây. Gốc rất là đẹp. Sập này nằm trước ban trị sự nha quý vị.
Ờ, kính thưa vậy cái tổ vẽ này cũng chưa lập được mũi đứng luôn rồi, không nghỉ luôn. Ờ, mấy anh này cũng là giỏi nha, kiên trì nha. Thank you.